Chị em ơi, chúng ta đi hội nào. Ngày hội làng ta, K2 tinh tấn, đọc sách chuyên cần, chủ nhật hàng tuần, cùng nhau dậy sớm, rủ nhau vào lớp, thân tâm sẵn sàng, thiền sách tĩnh tâm, phát tâm lời thề, sự nghiệp suốt đời, học tập vô biên, phụng sự vô tư, chân thật chính mình, đọc sách hiểu sâu, hiểu mình, rèn mình, quan sát phân tích, đúc kết cốt lõi, áp dụng dạy con, kỹ năng tự học, ba gốc vững bền, đạo đức trí tuệ, nghị lực phi thường, thành người chân ngã, giúp mình giúp đời, cuộc sống khỏe vui. Lạy các bạn ơi, nào cùng dậy thôi, thân tâm sẵn sàng, ta vui hội làng. Hội làng tan rồi, chị em ta về, mang theo nỗi nhớ. Chị em mình nhớ. Nhớ. Nhà 26 xin gửi tới cả làng K2 một bài hát quan họ đúc kết sách theo điệu Mười Nhớ. Xin mời cả làng cùng nghe ạ. Một em nhớ luôn đọc chuyên cần, hai em nhớ từng phần, ba em nhớ đúc kết, bốn em nhớ tới ám dụng bản thân. À hội hà hư hội hư là hư hội hư. Năm nhớ thầy em lại nhớ bạn cùng tu, sớm chiều luôn ở bên nhau, ta quyết học cùng nhau. Bao ngày qua bao điều hay ta sẽ thực hành. Sáu em nhớ đọng thật tâm mình, bảy em nhớ đôi bạn tâm tình, tám em nhớ tới những điều thật sâu. Dù ở đâu em cũng thận trọng. Chín em nhớ chia sẻ khắp làng để kiến thức lan tỏa mọi miền. Mười thương nhớ người luôn tinh tấn học và tu chuyên cần. Đem sách tinh hy hoa ta lan tỏa khắp nơi. À hội hà hư là hư hội hư. Xin cảm ơn cả làng đã lắng nghe.